Hello anh em, lại là thầy Tuấn này, đúng không ạ? Rồi, ngày hôm nay là gì? Series cuối cùng của phần 60 câu điểm liệt, đúng không? Đây là phần cuối cùng nha mọi người. Rồi, đây áp dụng. Áp dụng nha mọi người. Rồi, đây, nè. Khi người lái xe này, người lái xe được dừng đổ xe trên làn đường khẩn cấp của đường cao tốc trong trường hợp nào ở đây? Đúng không ạ? Rồi, không lẽ đi nè, để đi nghỉ ngơi, đi vệ sinh, chụp ảnh được không? Không được, bỏ thầy, nghe không được bỏ. Rồi, còn mấy, đáp án số 1 thầy. Nha, là khi xe gặp sự cố hoặc là tai nạn, trường hợp bất khả kháng không thể di chuyển bình thường thì mới được dừng đổ trên làn khẩn cấp, được chưa? Chứ không có được đi nghỉ ngơi vệ sinh nha, hoặc là chụp ảnh nha, bỏ thầy. Rồi câu này trong phần mẹo mẹo cả thầy có làm cho anh em cái ý rồi, câu này nó rơi vào 8 trường hợp không được chọn cả, được chưa? Rồi tiếp tục nữa mọi người, không nè, khi điều khiển xe ô tô đúng rồi, xuống đường dốc dài đổ dốc cao, người lái xe số rộng cần thực hiện cái thao tác nào? Rồi nhớ mọi người, lên dốc nè, thấy không, lật ra giùm thầy trang số 16, tất cả đều nằm trong sách mẹo đây nè. Mọi người thấy không, 60 câu điểm liệt, đa số ở trong đây là khoảng hơn 50 câu rồi, thấy không? Nè, lưu ý nè, những câu hỏi kỹ thuật lái xe như lên dốc, xuống dốc, qua rãnh lớn, ổ gà, ngập nước, đường trơn trượt, lầy lội thì luôn luôn chọn đáp án có cụm từ về số thấp, về số 1 cho thầy, thấy không? Đây, xuống dốc, đó nè, xuống dốc thì sao? Chọn đáp án có cụm từ về số thấp, lộn, thấy chưa? Sao sai được? Rồi, tiếp tục. Đây, khi đi từ đường nhánh ra đường chính, người lái xe phải xử lý như thế nào là để đảm bảo an toàn? Rồi đi từ đường nhánh ra đường chính thì phải sao mọi người? Phải giảm tốc độ rồi. Mình đi trong hẻm ra mà đúng không? Đi trong hẻm ra mình phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe đi trên đường chính bất kỳ nơi tàu tới. Đúng mà, lụm cái này. Còn đến kêu nè, nè mọi người thấy không nè? Lại mẹo là bỏ nè, tăng tốc độ bỏ nè. Thấy không nè? Đó, đầy đủ giúp hết nha mọi người nè. Chỉ số 2 nè. Mẹo nhìn thấy những từ này xuất hiện trong đấy là bỏ nè. Tăng tốc độ là bỏ, thấy không? Đây, tăng tốc độ bỏ. Tăng tốc độ bỏ, bỏ 3, bỏ 2, chọn 2, chọn 1. Thấy chưa? Sao sai được, lầm. Rồi, tiếp tục. Đây, khi điều khiển xe ô tô có nhu cầu sử dụng điện thoại để nhắn tin hoặc gọi điện, người lái xe phải thực hiện như thế nào trong cái tình huống này? Rồi, tăng tốc độ được không? Nè. Nhớ mà các bạn, cứ thấy tăng tốc độ là bỏ rồi, bỏ 3 rồi. Rồi đây, giảm tốc độ để đảm bảo an toàn với xe phía trước là vẫn chạy xe mà vẫn sử dụng điện thoại là không được, bỏ rồi. Thấy không? Phải bỏ số 1, bỏ 3, chọn 2, chọn 2. Giảm tốc độ dừng lại ở nơi cho phép rồi sau đó mới dùng sử dụng điện thoại, được chưa? Lập đáp án số cuối cùng. Rồi đây là câu cuối cùng rồi mọi người, thấy không? Rồi ở đây là kết thúc cái series cuối cùng rồi nha, phần cuối rồi. Các bạn nếu thấy những cái tập, những cái gặp video này hay hữu ích thì sao mọi người đừng quên thả tim, follow, chia sẻ cho thầy, đúng không ạ? Rồi hẹn các bạn trong những video kế tiếp của thầy nha. Đó, ông nào đang học bằng lái mà chưa có bộ sách mẹo nè, mua bộ gì học nha, bấm trong cái từ TikTok thầy, bấm trong cái giỏ hàng có 215 cành thôi, nguyên một bộ 2 cuốn, được chưa? Rất là hay, sách được đánh giá 4.9 sao cho năm sau, rất là nhiều người mua rồi nha, yên tâm. Rồi hẹn các bạn trong những video kế tiếp thầy. Chúc các bạn có một kỳ thi thật là tốt nha, bye bye.